trưng bày cây cảnh nghệ thuật Đan Phượng. Mời quý vị các bạn tham quan xem cây. Và đây là cuộc trưng bày cực kỳ đặc biệt. Mỗi cây đây thì quý vị các bạn có thể tham khảo kỹ và giá của từng cây. Đó. Quý vị các bạn vừa được tham quan triển lãm, vừa được tham khảo giá của từng cây. Và cá nhân tôi cũng rất thích vừa xem cây vừa được tham khảo giá. Cảm thấy cây nào mà nó hợp túi tiền của mình, giá hợp lý, thỉnh thoảng thì tôi cũng mua một vài cây về chơi. Phần lớn ở nhà sẵn có những cây phôi, thì gặp cây nào nó hợp lý thì tôi cũng mua thêm để chơi cho nó vui, thỉnh thoảng lại giao lưu với anh em. Cây đầu tiên là cây si nhé. Si là si búp hồng anh em. Hiện nay thì nó đang ra lộc non, màu búp của nó thì các bạn xem nhé. Đẹp chưa? Nước ra sáng màu, khô nó trùn như này. Một tác phẩm si rất là tuyệt vời đấy chứ. Đo anh em. Hoành là 70. Cao là 60 này. Tàn rộng là 70 này. Cây này giao lưu với anh em là 40 triệu. 40 triệu cái này nhá. Chậu cũ đẹp này. Đó. Cây si có những nét cổ và bông tán của nó thì làm theo lối tản vân, đan xen giữa những cái nét cổ và nét đương đại. Quan trọng là tổng thể của nó nhìn rất là đẹp, những cái tản vân, những đám mây bồng bềnh, thân thì uốn lượn như thân một con rồng. Cái này sẽ quay kỹ cho quý vị các bạn xem nhé. Đó. Nhìn sướng chưa? Đấy. Cây có cách đẹp như này, thân chuyển như thân một con long, mềm mại, có nhiều những cái nét tự nhiên. Nhìn sướng chưa quý vị các bạn? Cốt cách đẹp nha. Đó, nhìn phê chưa? Đây có khi nói với anh Huân và nói với các bạn thì lại bảo là ông Hiệp nhiều lúc hơi tưng tưng bốc bốc ấy, nhưng thực sự đây là những tác phẩm đẳng cấp quốc tế nhé. Bởi vì quốc tế thì mình nhập khẩu từ quốc tế về thì nó đương nhiên nó phải là quốc tế rồi. Và các bạn biết đấy là cái dòng bonsai của Nhật thì nó vẫn đang đứng đầu quốc tế, chưa một nước nào qua được nước Nhật đúng không? Thế tất cả những sản phẩm đợt này thì hợp tác xã chúng tôi cũng chỉ có đôi ba sản phẩm từ Nhật về thôi. Bởi vì hàng tháng tôi vẫn thông báo thường niên với anh em đây là mỗi tháng có vài tác phẩm, nhưng có những đợt thì rất khan hiếm, về đâu là các bác đón nhận đến đấy. Đây là tác phẩm hoa đỗ quyên Nhật anh em nhé. Sau đó thì tôi sẽ đo cho các bạn này. Cái này hoành là được 37. Hoành là 37. Chiều cao là 35. Tàn là 38. Cây này giao lưu với anh em 12 triệu. 12 triệu nhé. Hiện nay thì cây này đang ra hoa, nụ nhiều, nụ gần như kín tán. Và cây thì cực kỳ già, được làm rất là côn. Nhìn sướng chưa? Cây nó côn, nó mịn như này. Hoa đẹp. Cây quốc tế thì cũng phải là những cây đẹp, xứng tầm. Cây này chắc chắn là nó sẽ đủ tầm để tham dự những cuộc chơi rồi, bởi vì nó mịn như này. Cây này cũng rất là mịn, đẹp nhé. Cây thứ hai này. Cây này thì hoành được 17 này. Tàn được 50 này. Cao từ mặt chậu lên là được 35 này. Cây này cũng giao lưu với anh em là 12 triệu này. Cũng cây hàng VIP quốc tế này. Cây này nụ của nó này. Và những cái nụ nhỏ thì các bạn thấy ra gần như kín tán này. Cây này mịn, xếp bóng đẹp như này. Già khô. Cái gốc của nó, thân của nó này. Găm của nó này. Nhìn cái gốc này mới sướng. Giờ như hóa đá này. Giá tiền thì cũng rất là hợp lý, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Cây tầm cỡ quốc tế mà giá cả thì rất là phù hợp với nhiều người chơi. Mai Chú Thủy, Mai kiểu Thủy. Dáng cổ. Cổ nằm theo nối miền Nam nha các bạn nhé. Cây này tôi có 3 cây. 3 cây thì tôi sẽ đưa anh Quân đi. 3 cây và tôi sẽ đo cho anh em chi tiết. Quanh 40 này. Cao là 85 này. Rộng là 80 này. Cây này báo với anh em là 12 triệu một cây. 12 triệu. Cây này nó cũng nu.
12 triệu cây mai chú thủy giáng cổ này nhá. Chậu đẹp. Cây thứ hai này. Chân đến. Cây nó nu nó gai cây này. Những cây này kích thước nó cũng bằng nhau. Có 3 cây. Chậu cũ đẹp. Cây thứ ba này. 12 triệu một cây. 12 triệu cây mai chú thủy cổ này nhé. Cây thứ ba. Tác phẩm hoa nhà. Hoa thơm à? Thơm nước kìa. Những cái góc hoa nhà tết với nhau để tạo thành một cái cổng. Cổng chính này. Có hai cổng nhỏ hai bên. Cổng này còn có cổng gì thế? Tam quan ạ. Cổng tam quan thơm lắm. Mùi hương thơm nó nhẹ nhẹ. Cây này giao lưu với anh em 10 triệu nhé. 10 triệu tác phẩm này nhé. Các bạn nào yêu mến những tác phẩm nó độc lạ, không động hàng, có sở thích uống trà hoa nhài thì cây này nhé. Đây một cây nam điền VIP về anh em này. Đấy. Cây này cũng xong rồi nhỉ, còn một chút nữa cũng đáng kể. Già khô như này. Này là hoành là được đo cho cổ thân thì là 68 này. Cao 50 này. Tàn 78 này. Cây này giao lưu với anh em là 40 triệu. 40 triệu nhé. Cây xanh cũng xong rồi. Cắt giật tương đối kỹ. Già như này. Cây chốt chính rất là lực nhé. Và cách vẽ chi cành rất là đẹp. Rất là 3D như này. Giá hấp dẫn đấy. Xanh năm điền đẹp như này. Ra như này, bạn xem nhé. Đây nó giật này. Cây già đẹp như này. Trước cửa Ivan này có đôi xanh dáng ngay trực liên chi. Các bạn nhìn tổng thể cả hai tác phẩm nhé. Giờ lại gần để xem chi tiết. Hoành này được 101. Chiều cao 2m4. Tàn thơm được 2m à. Đôi này giao lưu với anh em là 40 triệu nhé. 40 triệu một đôi nhé. Chất liệu là xanh năm điền. Hoàn thiện, mịn rồi. Hai cây này thì nó kích thước bằng nhau. Đây là cây thứ hai. Kiểu dáng thì nó đều là xanh như trực liên chi, dáng giống nhau. Đó. Chân đế. Chỗ này cây si dáng làng nhé. Nhìn khá đẹp mắt. Bông tán ổn rồi chỉ phải chơi. Thì các bạn có thể đến tận nơi để xem thêm hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại của anh Hiệp để tham khảo thêm một số cây. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.